Xin chào các bạn, mình tên là Quỳnh Chi, có 6 3 từ để nói mình là hiếu thảo tin tự lập si bằng hải cú cho mình. Đó là thì mình sẽ đọc về một nhà thơ, nhà viết kịch, triết gia nổi tiếng người Đức, được mệnh danh là Shakespeare của học Đức. Đó chính là Friedrich Schiller. Một trong những đại diện quan trọng nhất của phong trào văn học cổ điển Weimar, Schiller sinh ngày 10 tháng 11 năm 1756 ở Marschbach-Württemberg, Đức. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình có 6 người con của Johann Caspar Schiller, 1733-1769-96, có một bác sĩ quân y và Elizabeth Dorothea Covey, 1732-1802. Từ nhỏ, Schiller được giáo dục để trở thành một bác sĩ nối nghiệp cha đường, nhưng cậu lại không thích thú điều đó. Ban đầu, Schiller thích học thần học, ôm mộ trở thành mục sư đạo Tin Lành. Đến năm 17 tuổi thì cậu bắt đầu say mê với những cuốn sách của Shakespeare, Voltaire, Rousseau, mong trở thành một nhà văn nổi tiếng. Vở kịch đầu tay của Schiller viết khi cậu còn ngồi trên ghế nhà trường. Quãng thời gian đi học, Schiller người lập dị với những suy nghĩ rắc rối, những ý tưởng táo bạo trong con mắt bạn bè. Cậu lơ là về học tập nhưng rồi cũng tốt nghiệp và trở thành bác sĩ trong quân đội tới làm việc ở Stuttgart năm 1780. Công việc của bác sĩ không tạo được một tí hứng thú nào với Schiller. Bằng đồng lương khá khẩm của mình, Schiller đầu biết đến những thu hút thuốc, uống rượu, chơi gái của bọn nhà binh, thường xuyên lui tới những nhà thổ sòng bạc. Nhưng rồi Schiller trở nên ngán ngẩm những trò chơi bời vô bổ đó. Khi vào kịch đầu tay, những tên cướp được trình diễn trong quân đội rồi bị răn đe và cấm đoán do đã kích bằng quyền thế dữ quá. Schiller có lý do chính đáng để rời quân đội, tập trung vào viết lách của mình. Năm 1782, Schiller tới Mannheim cho trình diễn thủ vở kịch Những tên cướp và rất thành công bất ngờ. Motif gã kẻ cướp cao quý đang rất thịnh hành trong văn học thế kỷ 18 của vở kịch đã tạo được tiếng vang rất lớn trong đời sống sân khấu Đức lúc bấy giờ. Một khán giả sau khi xem xong vở kịch đã kể lại: nhà hát kịch như một trại tâm thần, người tuôn nước mắt, kẻ giơ cao nằm đấm, tiếng hô hoán ầm lên trong khán phòng, khán giả chen lấn nhau, phụ nữ trao đảo bị xô đẩy, đúng là cảnh tượng hỗn loạn khi vở kịch kết thúc. Schiller đầu nổi tiếng, ông hứng khởi viết tiếp những vở kịch bất hủ, Âm mưu và tình yêu, Don Carlos, Fiasco, chúng được trình diễn ở hai thành phố lớn là Leipzig và Dresden, đưa tên tuổi Friedrich Schiller đến gần hơn với công chúng và mang đến cho ông những khoản tiền kha khá. Năm 1785, Schiller quen biết và sau trở nên thân thiết với Johann Wolfgang Goethe. Tình bạn của hai người Schiller coi là biến cố trọng đại nhất trong đời mình. Cùng với Goethe, Schiller xem là người lãnh đạo phong trào bão táp và xung kích một phong trào chống lại ảnh hưởng Pháp đối văn học nghệ thuật. Ngoài văn học, triết học và luật học, ông nghiên cứu thêm về sử học, triết học và luật học. Năm 1789, Schiller ngồi tới dạy sử và triết học tại trường đại học Jena. Đây cũng chính là quãng thời gian ông viết những vở bi kịch nổi tiếng Wallenstein, Trinh nữ ở phố Orleans, Wilhelm Tell, Maria Stuart. Những vở kịch có một giới bình dân yêu thích hơn là trí thức, vì ông rất mạnh tay trong việc phê phán đả kích những thói dởm đời xấu xa của tầng lớp quý tộc, đôi khi là cả tầng lớp trí thức. Trong các tác phẩm của mình, Schiller truyền bá những tư tưởng tự do, dân quyền, khoan dung chính trị, khoan dung tôn giáo, vì vậy được công chúng dễ dàng đón nhận. Ngoài kịch, Schiller còn truyền bá những tư tưởng tự do, dân quyền, khoan dung tôn giáo, vì vậy nên ông được dân chúng quý mến. Ngoài kịch, Schiller sáng tác nhiều tập thơ, viết những cuốn sách nghiên cứu về nghệ thuật và cũng rất được ưa thích. Ông cùng với Goethe góp công lao to lớn trong việc nâng thể thơ ballet của Đức lên một tầm vóc nghệ thuật mới, sâu sắc và cao đẹp hơn. Năm 1790, Schiller kết hôn với Charlotte von Leffenges. Họ có với nhau 4 người con cho đến khi ly dị sau 15 năm chung sống. Cuộc hôn nhân chưa mấy vẹn toàn đã đem lại cho Schiller những ý tưởng mới, sự giải thoát tâm hồn. Ông lại tiếp tục viết cho đến khi qua đời năm 1805 do bị xương phổi. Ở Weimar, trước cửa nhà hát quốc gia Đức, Deutsche National Theater, có bức tượng Goethe và Schiller cầm chung vòng ngực kế như một sự minh chứng của tình bạn vĩ đại như hai nhà thi sĩ lớn nhất nước Đức. Vậy là bây giờ mình đã đọc xong về Schiller. Xin chào tạm biệt các bạn.